Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Tập 12. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tình, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 121, thư trả lời cư sĩ La Tịnh Ngô, thư thứ hai. Quang đã quên chuyện nói trong lá thư mùa xuân, Quang một mực thẳng thắn. Hễ có ai gửi thư hỏi về Phật Pháp
bất luận người ấy có thái độ cao ngạo như thế nào, đều nói với người ấy: chỉ có ai cầu quy y, nếu chẳng dùng lối nói tự nhún mình, thì sẽ dùng lời mềm mỏng hoặc trình bày thẳng thừng chuyện người ấy không hợp lễ để từ chối. Trong lá thư tháng giêng, chắc là ông cụ nói cẩn thường tức là kính trình. Quan đã nói nguyên do rồi, chẳng dám tự khinh Phật pháp, cũng chẳng dám để người khác khinh pháp. Quy y chẳng phải là quy y một mình quan, mà là quy y Phật pháp tăng tam bảo. Nay xem thư ông cũng có thể nói thành khẩn đến tột bậc, nhưng ở phần ký tên vẫn ghi là cẩn thường tức là kính trình. Nay do lòng thành của ông bèn phá lệ, đặt pháp danh cho mẹ ông là Đức Thuần, ông là Huệ Tu, vợ ông là Huệ Thục, con ông là Phước Thâm. Pháp danh của mỗi người viết trong tờ giấy khác, ai nấy cần phải ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ sanh tử, thường hưởng an lạc thanh tịnh. Hơn nữa, người tu tịnh nghiệp cần phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, dùng lòng tín nguyện chân thật để trì danh hiệu Phật, quyết định cầu sanh thế giới cực lạc. Tự hành như thế mà dạy người khác cùng như thế. Nếu làm được như thế thì người bệnh sẽ lành, kẻ yếu sẽ mạnh, kẻ ngu sẽ sáng già, mọi việc thuận lợi, nhà dù nghèo cũng chẳng đến nỗi mắc họa, cũng chẳng đến nỗi đói lành, vì chân thật tu trì ắt được tam bảo gia bì, chẳng để bị khốn khổ quá mức. Nhưng cũng chớ nên do niệm Phật mà lầm lạc, mong được những điều tốt lành quá phần. Đã có cái tâm ấy, không chừng sẽ đâm ra không tốt lành. Họa phước trong thế gian dựa dẫm vào nhau, nếu khéo hưởng phước thì phước ấy càng lớn, nếu không, phước chưa thật sự được mà họa lớn đã xảy ra rồi. Mối họa ấy chẳng còn chỗ nào để giải trừ được. Như vậy là do phước mà mắc họa, họa ấy càng khốc liệt hơn. Hãy bảo vợ ông khéo dạy con cái, từ khi con mới vừa hiểu biết thì chúng ắt thành hiền thiện. Nếu một mực nuôi chiều từ bé, khiến nó quen thói kiêu ngạo thành tánh, dẫu có thiên tư tốt đẹp cũng khó thành chánh khí được, huống là những đứa tầm thường ư. Ngày 24 tháng 7, hãy đọc kỹ văn sau, chớ nên thường gửi thư đến. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chẳng thể thù tiếp được. Lá thư số 122, thư trả lời cư sĩ Ngô Tư Khiêm. Nhận được thư, biết cái đạo mà ông đã nói từ trước đến nay đều là đạo của tà ma ngoại đạo. Từ đấy trở đi, đọc các kinh đại thừa đều là những pháp môn cậy vào tự lực để liệu sanh tử. Pháp môn tuy cao sâu, huyền diệu, nhưng muốn nhờ vào đấy để liệu sanh tử thì lại chẳng biết cần phải trải qua bao nhiêu kiếp số. Nếu ước theo viên giáo của đại thừa để luận, địa vị ngũ phẩm vẫn chưa thể đoạn được kiến hoặc, địa vị sơ tính mới đoạn được kiến hoặc, mới có thể vĩnh viễn không còn sợ tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Nhưng cần phải tấn tu dần dần, đã chứng được thất tính thì mới liệu sanh tử. Sơ tính thần thông đạo lực đã chẳng thể nghĩ bàn, nhưng vẫn phải đạt đến địa vị thất tính mới liệu sanh tử. Chuyện liệu sanh tử há dễ dàng ư? Ước theo tạng giáo của tiểu thừa để luận, đoạn kiến hoặc liền chứng sơ quả, tùy ý chẳng còn làm chuyện phạm giới. Nếu chẳng xuất gia cũng sẽ cưới vợ sanh con.
Nếu dùng oai thế bức hiếp bắt buộc họ phạm tà dâm, thà chịu bỏ mạng quyết chẳng chịu phạm giới. Sơ quả chỉ tiến chứ không lùi, nhưng người chưa chứng sơ quả thì không nhất định. Đời này tu trì cực tốt, đời sau tạo đại ác nghiệp. Cũng có người nửa đời đầu thì tốt, nửa đời sau lại xấu xa. Sơ quả còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lượt sanh trong nhân gian mới chứng được tứ quả. Tuổi thọ có trời thật dài, chẳng thể dùng 5 tháng để luận. Cậy vào tự lực để liệu sanh tử khó khăn như thế đó. Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nương theo Phật tự lực có thể đới nghiệp vạn sanh. Ước theo cõi này vẫn chưa đoạn hoặc nghiệp nên gọi là đới nghiệp. Nếu sanh về Tây Phương thì không có nghiệp để được, chứ không phải là mang theo nghiệp đến Tây Phương. Bất luận công phu sâu hay cạn, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành xưng niệm, không một ai chẳng vạn sanh. Nếu là phàm phu muốn cậy tự lực để tu trì hết thảy pháp môn hồng liễu sanh tử thì khó lắm, khó như lên trời. Ông muốn quan dạy ông sao cho viên giác diệu tâm của ông được khai ngộ thỉnh thang. Tâm ấy chính là tâm do Đức Phật đã chứng. Chân cảnh tịch quang thường được hiện tiền, tức là cảnh ấy chính là cảnh Đức Phật ngự. Bài nguyện văn của Tổ Liên Trì tuy có câu này, nhưng đừng sanh lòng si dại mong đạt được ngay. Nếu muốn đạt được ngay, ắt sẽ bị ma dựa phát cuồng, Phật cũng chẳng thể cứu được. Ví như trẻ nít vịn tường mà bước còn khó khỏi vấp té, nếu muốn bay lượn trên không xem khắp 4 biển há chẳng phải là nói mớ ư? Chỉ cầu vạn sanh liền liễu sanh tử. Nếu muốn ngộ cái tâm này, thấy được cảnh này, vẫn cần phải tu dần dần thì mới ngộ được từng phần, thấy từng phần. Nếu muốn thấy trọn vẹn, ngộ trọn vẹn mà chưa thành Phật sẽ không thể được. Ông quá thiếu tự lượng, quan đã nói toạc ra, hãy nên quyết chí chú trọng cầu sanh Tây Phương. Mong muốn vượt phần sẽ đâm ra trở thành cái gốc đọa lạc trong tà ma ngoại đạo đấy. Xin hãy đọc kỹ văn sau thì phương pháp tu trì, lợi ích, thói tệ sẽ đều biết rõ. Ở đây không viết đầy đủ. Niệm Phật thì âm thanh lớn hay nhỏ phải cho thích hợp, niệm nhanh hay niệm chậm cho hợp lẽ. Nếu niệm lớn tiếng dữ dội như chạy giặc thì thoạt đầu tâm hỏa bốc lên, có thể bị thổ huyết trở thành bệnh không chữa được. Cần phải niệm cho rõ ràng trong tâm, miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Dẫu niệm thầm cũng phải thường nghe, vì hệ tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng niệm trong tâm của chính mình, cố nhiên rõ ràng rành rẽ. Đừng dấy lên ý niệm xấu, đâu còn có cảm giác khó chịu, tâm nóng như bị lửa bốc nữa. Trong khoảng tháng 9, tháng 10, nếu đường bưu điện thông suốt, sẽ gửi cho ông một gói văn sao tục biên. Lá thư số 123, thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân. Con em thông minh trong thế gian, khi bước vào tuổi dậy thì, do cha, mẹ, anh hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại, đến nỗi vì thụ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nữa. Dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kinh sợ, chứ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa,
hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ nhằm dưỡng thân thể, ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mong tưởng một niềm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần. Nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họa hại này để vun bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này, với đứa đã hiểu biết hãy nên cực lực nói về sự họa hại. Đối với pháp tắc tu trì thì văn sao là sách trọng yếu cho kẻ sơ cơ nhập đạo, chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không như ngoại đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm được. Khi đi, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm, hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi, lần chuỗi thì tinh thần chẳng định được, lâu ngày sẽ mắc bệnh. Khi nằm cũng thế. Bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải từng câu từng chữ, nơi tâm, nơi miệng, niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đấy là diệu pháp niệm Phật thiết yếu nhất, lại chẳng tốn sức. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn 6 căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì 6 căn đều nhiếp không còn sót. Niệm như thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm thấy hết thảy nữ nhân đều tưởng như mẹ, chị, em gái, con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tự như thế, thì con ma dâm dục không làm gì được ông. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy chí thành trì niệm làm chuyện tu hành chánh yếu. Đừng nên cầu khai ngộ, minh tâm kiến tánh, kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là công phu của người tham thiền. Dù có binh tâm kiến tánh mà kiến hoặc tư hoặc chưa đoàn, vẫn chọn chẳng có phần liệu sanh tử. Huống kẻ chưa đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cậy vào tư lực để liệu sanh tử. Niệm Phật là pháp môn cậy vào Phật lực để liệu sanh tử. Nếu kháng câu người niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, do chưa đồng hoặc sẽ chẳng thể cây vào tư lực để liệu sanh tử. Do không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, nên chẳng thể cây vào Phật lực để liệu sanh tử. Cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vụng. Rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cao siêu, huyền diệu, đáng thương quá sức. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ, đã được nói từ trí huệ của Phật để tu tập, hồng quyết định được vạn sanh tịnh độ. Ngày mùng 7 tháng 8 năm Dân Quốc 28, 1939. Lá thư số 124, thư trả lời cư sĩ Trương Dị Thuyên, thư thứ nhất. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Toàn,
y theo trí huệ của Phật mà tu tịnh nghiệp chính là huệ toàn. Đã tự có thể cân nhắc được pháp môn nào phải nên tu, lại còn có thể cân nhắc cho hết thảy mọi người mà nói ra pháp khế lý khế cơ nhất này. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Hả có nên nói cha bảo ăn thịt mà chẳng tuân lời là bất hiếu ư? Lỡ mai kia cha ông phát cuồng bảo ông rằng cha thương con lắm, con hãy nên cắt thịt nơi thân cha để ăn, thì lòng cha mới hết sức vui vẻ. Nếu con chẳng cắt thịt cha để ăn, tức là bất hiếu. Kẻ bất hiếu, thiên địa quỷ thần đều chu lục. Nếu con ăn thịt cha, tức là đại hiếu. Tôn kính cha mẹ, thiên địa quỷ thần sẽ vĩnh viễn che chở, khiến cho con vĩnh viễn hưởng tốt lành. Ông có chịu vâng lệnh ấy hay chăng? Ông nghĩ cha bảo ăn thịt mà chẳng tuân lời thì là bất hiếu, còn bảo là mắc tội lớn, tức là ăn nói mù quáng, thiếu hiểu biết. Chỉ nên đem ý ấy để uyển chuyển khuyên dụ, chớ nên chống đối quyết liệt. Lại còn phải khuyên cha mẹ ông ăn chay trường, để đời đời kiếp kiếp khỏi phải thường chịu sát báo. Làm được như thế mới là chân hiếu. Người đời dùng thịt để tỏ lòng hiếu chính là hành vi của kẻ vô tri. Đã quy y Phật, sao còn coi những tình ý mê muội của thế tục là đúng? Ông Hoàng Sơn Cốc đời Tống có thơ khuyên kiên sát sanh ăn thịt như sau: thịt ta thịt chúng sanh, danh khác thể nào khác, vốn cùng một chủng tánh, chỉ sai biệt hình hài. Khổ não chúng cam chịu, ngọt béo ta hưởng riêng. Đừng đời diêm vương xử, từ suy ác biết mà. Xin hãy đưa thư tôi cho cha ông đọc. Nếu cha ông chịu nghe theo lời tôi, thì thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nếu cụ vẫn muốn ăn thịt, thì chỉ nên nấu nướng đôi chút để cụ khỏi quá thèm. Đừng tận sức cung cấp kiểu tạo thêm sát báo cho cha ông. Lại chỉ nên mua những loại sẵn có ngoài chợ, đừng giết trong nhà. Sát sanh trong nhà, nhà sẽ biến thành nơi giết chóc, không gì kém tốt lành bằng. Lá thư số 125, thư trả lời cư sĩ Trương Dị Thuyên, thư thứ hai. Nhận được thư đầy đủ, ở nhà rảnh rỗi thì hãy nên sốt sắng đem pháp môn tịnh độ giảng nói cho song thân, để họ sanh lòng chánh tín, hồng được vạn sanh thì công đức lớn lắm. Tuy đọc kinh điển đại thừa vẫn phải lấy niệm Phật làm chánh hành. Nếu một già nghiên cứu ý nghĩa của kinh, vứt niệm Phật ra sau óc, thì có thể trở thành gần giống như một bậc đại thông gia, chứ siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này, e rằng sẽ nhường cho ngu phu ngu phụ, còn chính mình chọn chẳng có phần đâu. Cần biết rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt trong giáo, trừ pháp này ra, đừng nói phàm phu chẳng thể liệu ngay trong đời này. Ngay cả bậc thánh nhân đã chứng sơ quả, nhị quả cũng chẳng thể liễu trong đời này được. Tâm đừng chuồng cao, cho rằng hiểu rõ ý nghĩa kinh Phật sẽ được đại lợi ích. Nếu nghĩ như vậy sẽ chẳng khác gì kẻ giữ sổ sách nơi tiệm buôn. Tuy nói có mấy ngàn, mấy vàng, mấy chục vàng qua tay ta lo liệu, nhưng rốt cuộc đâu phải của chính mình. Tới khi xong chuyện, chính mình chỉ được chút phần tiền lương mà thôi. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Từ nay đừng gửi thư đến nữa. Có ai muốn quy y, hãy bảo họ quy y với vị tăng nơi ấy, hoặc quy y với vị nào dựng cao tràng pháp. Còn như quan,
quả thật chẳng có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Pháp danh của ba người ghi trong tờ giấy khác, gửi kèm cho họ một lá thư trả lời khắp để làm khai thị. Ngày mùng 2 tháng 2 năm Dân Quốc 28, 1939. Lá thư số 126, thư trả lời cư sĩ Trương Dị Thuyên, thư thứ 3. Những loài thú dữ, rắn độc, châu chấu đều do tâm con người hung ác mà chúng gây tổn thương cho con người. Nếu hướng về chúng nó niệm Phật và dạy hết thảy mọi người ai nấy đều niệm Phật thì chúng nó sẽ từ bỏ đi. Há nào phải là giết chúng mà có thể trừ hại cho dân hay sao? Đấy chính là dẫn dắt người khác tạo nghiệp, đời đời kiếp kiếp phải chịu sát báo. Ông học Phật kiên giết mà thốt ra lời lẽ đáng ghét nhất ấy. Nếu chẳng sám hối, ác sẽ bị trời quở. Ông Long tự tu làm chi huyện một huyện nọ tại Giang Bắc. Dân chúng do bị nàng châu chấu bèn mời quan đi xét nghiệm. Tới một chỗ lấy chân dậm xuống, hơi bị lúng chân, hỏi châu chấu ở chỗ nào. Dân chúng thưa nó ở ngay dưới chân. Có chỗ châu chấu đầu dày mấy tấc, rộng mấy dặm, dài mười mấy dặm, vẫn chưa một cánh. Hễ một cánh liền bay lên che rợp cả mặt trời. Ông hết sức kinh hãi, chẳng dám nói một câu nào, bèn lạy trời đất xin cứu mạng cho dân. Chưa đầy hai ba tiếng đồng hồ, đột nhiên trời nổi sấm mưa to, châu chấu bị mưa diệt sạch. Đấy chính là chuyện đại cảm ứng, do không thể làm cách nào bèn cầu trời diệt châu chấu vậy. Nếu ông ra lệnh đốt hay chôn vùi để giết châu chấu thì thứ hỏi có được mạnh mẽ như vậy hay không? Một đứa bé gái mua một cái đập ruồi, hệ thấy ruồi bèn đập, chưa được bao lâu cả nhà đều bị ruồi bò đầy. Bà nội bèn mở toan cửa ra vào, cửa sổ, niệm Phật cầu ruồi bỏ đi, ruồi bèn bỏ đi hết. Do đứa bé gái ấy còn có thiện căn, bởi chuyện ấy bèn dứt sát nghiệp. Nếu không, ngày ngày sát sanh, chính mình cũng bị yếu thọ theo. Cũng đừng học theo Tôn Thúc Ngao, thử hỏi ai có được lòng tốt ấy. Không có tấm lòng tốt ấy sẽ tự tạo sát nghiệp, dạy hết thảy mọi người tạo sát nghiệp. Hơn nữa, rắn hai đầu là con vật lạ hiếm thấy, cho nên Thúc Ngao giết đi rồi chôn. Mạnh thú, rắn độc, châu chấu không phải là những con vật cứ giết đi là có thể ngăn ngừa được. Mọi người chỉ nên cùng phát tâm từ thiện, cùng niệm Phật hiệu, ác chúng sẽ lánh xa. Sao ông không thấy trong Phẩm Phổ Môn đã dạy, nếu ác thú vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm bỏ chạy không tâm tích. Rắn độc cùng bò cạp phun độc như khói lửa, do sức niệm Quán Âm nghe tiếng tự rút lui vậy. Do ông chẳng biết thời thế, thốt ra lời ác cực nặng, tự hãm hãm người. Nếu chẳng nói toạt ra với ông thì nẻo trước toàn là oán gia, hả có nên nói rằng ư? Pháp danh của tám người quy y tùy theo mỗi người mà tự nhận lãnh. Pháp hội Hồ Quốc Tức Tai ở Thượng Hải là đã thức chứ không phải giảng kinh, tức là buổi chiều bèn khai thị hơn một tiếng. Chớ nên tới vì người đông quá, đâm ra sẽ uổng công mệt nhọc. Quan Nhất Loạt chẳng tiếp khách, chẳng nói chuyện riêng với ai một câu nào, cũng chẳng nhận thức ăn, tiền tài. Có như thế mới duy trì được, nếu không chắc chắn sẽ mệt đến chết. Chương trình ấy đã định, muôn phần chẳng tiền sửa đổi, mong hãy sáng suốt soi xét. Pháp danh của hai vị viết trong tờ giấy khác,
trong xưởng chịu đề xướng ăn chay niệm Phật, chắc chắn công việc sẽ phát đạt, mà cũng có thể hướng dẫn những người cùng nghề. Con người ưa điều lành, ai mà chẳng giống như ta? Không có ai đề xướng thì không cách gì phát khởi được. Khai thị lục ước chừng cuối tháng sẽ gửi tới. Vô ý mà niệm Quán Âm, tức là duyên thường niệm trong đời trước đã chính. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Sinh lòng tin tu trì, bèn có thể siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Người không biết đến, hoặc biết đến mà chẳng tu, chẳng đáng buồn lắm hay sao? Lá thư số 127, thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất. Hôm qua nhận được thư, biết con là thiếu niên phát tâm tu tịnh nghiệp, khôn ngăn vui mừng hâm mộ, muốn trả lời thư trong ngày hôm qua, nhưng vì có khách nên chưa rảnh rỗi. Nay gửi cho con một cuốn Tịnh Độ Ngũ Kinh, đây là căn bản của pháp môn tịnh độ. Đọc kỹ hai bài tựa trước sau của quan sẽ tự biết được ý nghĩa chánh yếu. Tịnh Độ Thập Yếu, một bộ năm cuốn, đấy chính là những chức thuật thiết yếu nhất của cổ nhân nhằm giảng rõ tịnh độ. Trong bài tựa đã nói tường tận. Một bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đây là sự tích vạn sanh xưa nay. Một cuốn Gia Ngôn Lục, một cuốn Liễu Phàm Tử Huấn, đây là những sách hết thảy mọi người nên thường đọc. Một cuốn Sức Trung Tân Lương, một cuốn Cứu Kiếp Biên, một bộ Lịch Sử Thống Kỷ, sách này có bảng phân loại. Nếu tra cứu những chuyện hiếu và bất hiếu thì tra cứu trong bảng phân loại ở đầu quyển sẽ thấy được những chuyện hiếu và bất hiếu trong cả bộ sách. Một bộ An Sĩ Toàn Thư, sách Tây Quy Trực Chỉ cũng nằm trong ấy. Nếu các sách định gửi cho con trên đây đem chia làm hai gói mà vẫn chưa đủ, thì sẽ bỏ thêm Kỷ Lộ Chỉ Quy và Vật Do Như Thử vào, nếu đủ rồi sẽ không thêm. Mong con hãy cung kính đọc kỹ Ngũ Kinh Thập Yếu thì sẽ biết rõ duyên do của pháp môn tịnh độ. Các pháp môn được giảng trong cả một đời Đức Phật đều cậy vào từ lực để tu trì, đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử, khó khăn còn hưởng lên trời. Nếu do tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì vạn người tu, vạn người về. Nhưng cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại còn dùng những điều này để dạy người, khiến cho khắp hết thảy mọi người cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh tịnh độ. Tuổi con còn thơ ấu, phải cực lực chú ý giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỳ sách Dục Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thụ dâm, chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, trở nên phàm. Hễ phàm sẽ tàn hại thân thể, nhơ bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chích yểu, hoặc trở thành phế nhân yếu ớt không làm nên cơm cháo gì. Lại còn phải hằng ngày phán tỉnh, suy xét tội lỗi nơi thân, nơi tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không, cha mẹ không nói, sư trưởng chẳng nói, bạn bè đàn đứng xúi dục nhau, tạo thành thói ác ấy. Chuyện này nguy ngập còn hơn đi vào vực sâu, bước trên băng mộng đấy. Tăng tự có tư cách đại hiền mà đến lúc sắp chết mới nói kinh thi chép, dè dặt kinh sợ như vào vực sâu,
như đi trên băng mỏng, từ nay trở đi ta biết đã thoát. Chưa đến lúc sắp chết thì vẫn thường kinh sợ, nay ta sắp chết mới biết mình không bị hãm trong tội lỗi. Cừ Bá Ngọc năm 20 tuổi biết 19 năm trước sai trái, đến tuổi 50 biết 49 năm trước điều sai. Khổng Tử vào tuổi 70 còn muốn trời cho sống thêm vài năm hoặc dăm 10 năm nữa để học kinh dịch hồng chánh lỗi lớn. Cách thánh hiền gìn giữ, chưởng dưỡng sự phản tỉnh, suy xét như vậy chính là nền tảng để học Phật liễu sanh tử. Những điều khác đã được nói tường tận trong văn sao và các sách khác, cho nên không biết cặn kẽ. Còn tên là Giám Chương lại còn có trí huệ chân chánh thì không gì chẳng hợp với Phật Thánh, không gì chẳng thuận với pháp thế tục. Người đời nay hễ hơi thông minh bèn cuồng vòng, đấy là điều vì chẳng biết nghĩa. Vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, vì đạo mà thói hư ngày càng tổn giảm. Vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, chính là lấy đạo đức của thánh hiền chất chứa trong thân tâm ta. Vì đạo mà thói hư ngày càng tổn giảm là từ đấy phản tỉnh, suy xét nghiêm ngặt, sao cho khởi tâm động niệm chọn chẳng phạm tội lỗi gì. Nếu không, dẫu là bậc văn tài lỗi lạc vẫn chẳng thể vì việc học huống hồ vì đạo. Hiện nay thời cuộc nguy hiểm, hãy nên khuyên hết thảy già trẻ trai gái hàng ngày thường kiên thành niệm thánh hiệu Quán Thế Âm như một kế sách bậc thượng để cầu hòa bình, giữ gìn thân mạng. Trừ cách này ra không tìm được cách nào khác đâu. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, từ rầy chỉ nên xem các sách như Văn Sao, vân vân. Đừng gửi thư đến nữa, do không có sức để thù tiếp vậy. Trước đây thầy đã gửi pháp danh kinh sách cho con. Thư lần này gửi đến, con chỉ ghi là cẩn bẩm, có nghĩa là kính thưa, không khỏi quá ngạo mạn. Pháp niệm Phật tùy theo cơ nghi trở nên chấp chặt, nhưng trong hết thầy pháp chọn lấy một pháp quan trọng nhất thì không chi bằng lắng tai nghe kỹ. Niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, âm thanh lọt vào tai, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm như thế, nghe như thế. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm thầm trong tâm đều nghe như thế. Khi niệm thầm, trong tâm vẫn có tướng của tiếng, chứ không phải là không có tiếng. Đại Thế Chí niệm Phật Viễn Thông Chương có câu: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật có thể lắng tai nghe kỹ, chính là cách nhiếp tròn sáu căn. Bởi lẽ tâm niệm thuộc về ý căn, miệng niệm thuộc về thiệt căn, tai nghe thì mắt chẳng nhìn chi khác, mũi chẳng ngửi gì khác, thân chẳng buông lung biến nhát. Vì thế gọi là nhiếp tròn sáu căn. Nhiếp tròn sáu căn để niệm thì tạp niệm dừng dừng dứt cho đến không còn, vì thế gọi là tịnh niệm. Thường giữ cho tịnh niệm liên tục chẳng gián đoạn sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Tam ma địa chính là tên khác của tam muội. Chúng ta tùy phần tùy sức niệm, tuy chưa thể đạt ngay được tam muội, nhưng sẽ gần với tam muội. Chớ nên nghĩ là dễ dàng rồi muốn mau đạt, kẻo sẽ dấy lên các ma sự. Người đắc niệm Phật tam muội thì trong đời này đã dự vào địa vị thánh nhân. Vì thế hãy nên tự lượng.
Pháp tùy tức chính là pháp thứ chín được nói trong môn thử sanh tha sanh thập niệm nhất niệm, có nghĩa là đời này đời khác mười niệm một niệm của cuốn Bảo Vương Tam Muội Luận, tức cuốn thứ năm của bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Xem sách ấy sẽ tự biết. Vì thế chẳng cần phải nói nhiều, mong hãy sáng suốt soi xét. Đang trong lúc đại kiếp đối đầu, quốc gia lẫn thương mạng mất còn chẳng chắc này, cố nhiên hãy nên nhất tâm niệm Phật, niệm Quán Âm để cầu hòa bình. Đừng nên hờ hững cầu chi dạy mở mang để mong trở thành bậc thông gia vậy. Lá thư số 128, thư trả lời cư sĩ Vương Hải Tuyền. Phàm là người quy y, ắt phải chí thành khẩn thiết tu trì pháp môn Tịnh Độ. Nếu vẫn dùng những công phu luyện đan, vận khí, vân vân của ngoại đạo sẽ trở thành tà chánh chặn phân, hoặc đến nỗi coi tà là chánh, tưởng chánh là tà. Ngàn vạn phần chớ để cho hạng người ấy trà trộn. Nếu trước kia đã từng học pháp ngoại đạo, sau biết đấy không phải là chánh đạo, hoàn toàn vứt bỏ, tách rời khỏi cách tu của bọn chúng thì được, nếu không chẳng thấy được. Lại có những kẻ tin vào cầu cơ, hạng người ấy cũng đừng nên cho quy y. Vì cầu cơ phần nhiều là linh quỷ mạo danh tiên Phật, linh quỷ thượng đẳng tuy chẳng biết lý sâu nhưng vẫn chưa đến nỗi khiến cho người cầu cơ bị lầm lẫn. Linh quỷ hạ đẳng chắc sẽ đến nỗi làm hỏng đại sự của người khác. Người niệm Phật ngàn vạn phần chẳng được kết giao với những kẻ ấy. Nay đặt pháp danh cho những người quy y, xin hãy chép ra giao cho họ. Xin hãy bảo họ cần phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại dùng những điều ấy để dạy người, thì mới chẳng phụ hai chữ quy y. Nếu không sẽ hữu danh vô thật, tròn chẳng được lợi ích gì, lại còn phạm tội lỗi khinh pháp mạn pháp. Muốn tiêu trừ kiếp nạn mênh mông này thì phải dạy hết thảy già trẻ trai gái cùng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Sức của 40 mấy người làm sao địch nổi ác nghiệp trong đời trước hay trong đời này của 100.000 vạn người. Nay gửi cho ông khuyến niệm Quán Âm văn và một lá thư trả lời khắp, xin hãy đưa cho những người quy y xem. Lá thư số 129, thư trả lời cư sĩ Châu Thiền Sương, thư thứ nhất. Trần Vĩnh Dự gửi thư đến cho biết ông côi cút từ bé. Gần đây do mẹ qua đời, cảm nhận xác thân lẫn cõi đời vô thường, muốn báo ơn cha mẹ bèn ăn chay niệm Phật. Đấy có thể gọi là đã hiểu được đạo hiếu. Đạo hiếu do người đời thường thực hành điều tăng thêm tội lỗi cho cha mẹ. Cha mẹ còn sống thì sát sanh để phụng dưỡng, nếu mất thì sát sanh để cúng tế và đãi đằng những người đến phúng điếu, chỉ mong sướng tai, khoái mắt, ngon miệng, vừa bụng người khác, chẳng tính đến chuyện gây phiền cho cha mẹ, gánh tội nơi chính suối, chẳng đáng buồn sao? Kẻ phàm tục coi làm vậy là hiếu, chứ thật ra là lòng hiếu theo kiểu đại bất hiếu. Hiếu kiểu đó đối với chính mình lẫn cha mẹ đều vô ích, chỉ đổi lấy lời khen ngợi suông của tục nhân vô chi mà thôi.
Nhưng ông vẫn còn có bà nội và bà nội kế, hãy nên khuyên họ đều cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới có ích. Nếu đợi họ chết rồi mới dễ vì họ niệm Phật, sao bằng thừa dịp này khuyên họ tự niệm, lại còn đem công đức niệm Phật của ông để hồi hướng cho họ, mong họ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, còn sống thì khỏe mạnh yên vui, mất liền cao đăng cội sen. Đấy là lợi ích chân thật. Ông đã phát tâm quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Sương, nghĩa là dùng trí huệ để làm cho pháp môn Tịnh Độ được hưng thịnh, rạng rỡ, tự lợi, lợi người, cùng sanh về Tây Phương. Người niệm Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm việc tốt, sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại còn đem những điều ấy dạy cho người khác. Phàm những ai qua lại với ta đều nên đem những điều này giáo hóa họ, nhất là hãy nên khuyên vợ ông tu trì. Thế đạo hiện thời nguy hiểm muôn bề, người thường niệm Phật cố nhiên chẳng đến nỗi không tìm được lối thoát trong cảnh nguy hiểm. Hơn nữa, nữ nhân thường niệm Phật sẽ tránh được sáng nạn. Nếu gặp lúc sanh nở, hãy nên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng rõ ràng thì sẽ an nhiên sanh nở. Dẫu khó sanh tới cùng cực, người đã gần chết, dạy người ấy niệm Quán Âm, và những người chăm sóc cũng như mọi người trong nhà đều lớn tiếng niệm thì không một ai chẳng lập tức sanh ngay, an nhiên sanh nở. Hãy nên đem lời này bảo khắp hết thảy mọi người, chẳng những người mẹ không bị khổ vì sáng nạn, mà con cái sinh ra đều hiền thiện. Đừng nói lõa lồ bất tình niệm danh hiệu Bồ Tát sờ mắc tội. Cần biết rằng đấy là lúc không làm thế nào khác được, chẳng thể cung kính khiết tình, chứ không phải là không chịu cung kính khiết tình. Chỉ nên giữ lòng thành trong tâm, đừng quan tâm đến tướng bên ngoài. Lời tôi vốn xuất phát từ kinh Phật, chứ không phải từ nêu ý kiến, từ ức đoán. Mong hãy an tâm hành theo, khiến cho mọi người đều cùng được lợi ích. Những pháp tu trì khác đã được nói tường tận trong Gia Ngôn Lục, hãy đọc kỹ sẽ tự biết, nên ở đây không cần ghi chi tiết. Lá thư số 130, thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sương, thư thứ hai. Thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả, 12 đồng hương kính cũng nhận được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã gieo thiện căn, do vì không có người đề xướng nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sanh, đáng tiếc thay. Người đời cầu con chẳng biết trước hết phải đoạn dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng. Ngày ngày thường làm chuyện vợ chồng mà chưa chết, tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy dẫu có sanh được con thì hoặc là nó chẳng thể sống thọ, hoặc yếu ớt không thể làm được gì, đều là vì chẳng biết vung bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩa này, chắc chắn sau này sẽ sanh được đứa con phước đức trí huệ. Đừng nên vội vàng, đoạn dục càng lâu càng tốt. Hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vâng giữ điều răn này, chớ đừng chưa đầy một hai tháng liền muốn gần gũi. So với những kẻ chẳng tiết dục tuy tốt hơn, nhưng vẫn là tiên thiên chẳng đủ,
đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật vãng sanh. Nếu có thể làm cho nhị vị tổ mẫu, tức là bà nội ruột và bà nội kế, đều được vãng sanh thì mới đáng gọi là chọn hết phận làm con. Nay đặt pháp danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tịnh nghiệp thuần thành, chuyên dốc khẩn thiết mong cầu. Pháp danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, quyết định cầu sanh, chọn chẳng ngờ vật hay biến nhát. Vợ ông pháp danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới an lạc, tự lời, lời tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sau. Cuối tháng tôi sẽ gửi bức thư dài đến, tức một bức thư trả lời khắp, ở đây không nói nhiều. Bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc, tôi dạy ông ba cách. Nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sinh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí huệ. Một là vợ chồng hằng ngày thường lễ bái, trì niệm thánh hiệu Quán Âm. Hai là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lợi người, giúp vật cho nhiều. Ba là vợ chồng mỗi người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, chờ cho vợ sạch kinh xong, vào đêm trời trong khí rằng sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thụ thai. Từ đấy mỗi người vẫn ở riêng phòng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niệm Quán Âm nên đứa con ấy ắt có thiện căn, thông minh, trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm những chuyện cứu giúp, nên đứa con ấy ắt thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh, nên thân thể đứa con ắt được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chốc lên sởi, vân vân. Đấy là đạo cầu con ắt được. Nếu hằng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất màng. Dẫu có sanh con, chắc khó trưởng thành được, không làm gì được. Bởi lẽ tiên thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sung túc. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ác sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ để sanh được con, lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩ này nói với bà nội của ông, ngõ hầu hơn một năm sau sẽ sanh được con vậy. Lá thư số 131, thư trả lời cư sĩ Châu Thiền Sương, thư thứ 3. Thư và trước sau 20 đồng đều nhận được đầy đủ. Pháp danh của 14 người được viết trong tờ giấy khác. Hãy nên bảo bọn họ ai nấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, thì mới là đệ tử Phật thật sự. Quan một lực chẳng đủ, gửi cho họ một gói niệm Phật khấn từ, xin hãy đưa cho mỗi người một quyển. Bởi trong sách ấy có quy tắc niệm Phật và một lá thư trả lời khắp, có ích rất lớn. Cúng dỗ tổ tông đổi sang dùng cổ chay, công đức rất lớn. Quan từ Thượng Hải trở về đã hơn một tháng mà chọn chẳng được rảnh rỗi chút nào. Lời tựa cho cuốn sổ quy định tế lễ của dòng họ hiện thời không rảnh rỗi để viết. Nếu sau này được rảnh sẽ viết rồi gửi tới. Khi nhận được, ông hãy nhờ người viết chữ đẹp chép lại bài tựa ấy cho ngay ngắn, rõ ràng, khuyên, điểm, chấm câu,
để người đọc vừa xem liền hiểu rõ ngay. Lại còn đem bản thảo ấy gửi cho Phật Học Thư Cục ở Thượng Hải để đăng trên Bán Nguyệt Sang, may ra sẽ có người tiếp tục hành theo. Lá thư số 132, thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sương, thư thứ tư. Hôm trước ông Nhậm đến đây cầm theo thư của ông và hai món thức ăn cảm ơn. Đại khách bằng món chay ấy là đại kính, dùng sát sanh để đại khách thật rất thiếu ý cung kính. Nhưng thế tục quen thói ngược ngào coi đấy mới là kính, đáng thương xót lắm thay. Người đời nay phần nhiều thích xây cất lớn, cứ hở ra là muốn xây dựng. Do muốn xây dựng nên đụng chạm đến quan chức địa phương, người lo việc lại ngạo mạn, cứ suy ra cùng biết. Địa phương ra lệnh ngăn cấm cũng là điều tốt, nếu không thanh thế ngày càng lớn, có thể bị đại họa. Do có người hiện thời chẳng rõ nhân quả, quan lớn phần nhiều chẳng xét kỹ. Nếu đắc tội với kẻ tiểu nhân, hắn liền bị đặt gán ghép, không cách nào chống đỡ được. Từ trước đến nay quan chẳng đề xướng xây dựng một cơ sở nào. Dẫu có ai muốn nhờ vào đấy để đề xướng thì cũng nên xây nhỏ, đừng xây lớn để kẻ đố kỵ khỏi mượn cớ bu vạ. Trong văn sau có bức thư gửi cho ông Vương Dự Tiếp, hãy đọc sẽ biết. Quan một lực càng suy kém hơn là vì tuổi già, tinh thần suy nhược, chứ còn ăn uống cử động vẫn chẳng khác gì trước kia. Thầy Minh Đạo mất, Hoằng Hóa Xã cũng giao về cho quan chủ trì. Thầy ấy khéo mộ duyên, quan cả đời chẳng thích mộ duyên. Tùy theo sức của tôi, nếu có người giúp đỡ tiền tài thì làm lớn, không có ai giúp đỡ thì làm nhỏ, miễn sao ta người đều thoải mái là được rồi. Thời cuộc nguy hiểm, hãy nên khuyên người nhà và người làng cùng niệm Phật hiệu và danh hiệu Quán Âm để làm kế dự phòng. Mối họa lúc này khác với thời xưa, trốn tránh cũng không được, đề phòng cũng không xong. Trừ cách niệm Phật và niệm Quán Âm ra, không có cách thức tốt đẹp nào khác. Lại còn phải nghiêm túc dạy dỗ con cái, lúc chúng mới bắt đầu hiểu biết liền chú ý ngay, chứ để chúng lớn hơn một chút sẽ chẳng nghe theo lời dạy đâu. Người thông minh trong thế gian thường cho là mình thông minh hơn đời, không chi chẳng biết. Vì thế xưa kia đã có câu: một chuyện không biết nhà nho hổ thẹn. Lời ấy vẫn là lời nói suông. Vì sao vậy? Nếu chuyện gì cũng biết, ai có thể tự biết chính mình? Chính mình còn không biết, sao lại tự phụ là không chuyện gì chẳng biết? Hiền anh đời trước cũng có thiện căn, vì thế sanh vào gia đình có chánh tính. Các chị đều quy y, cô ta cũng bắt chước quy y, sau này sẽ trở thành một vị hướng dẫn tốt lành trong chốn khuê cát. Nay đặt pháp danh cho cô ta là Tông Hiền. Tông là chủ, là gốc. Hiền chính là Tư Tề Thật Hiền Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Liên Tông. Bài khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn của Đại Sư cực hay. Quan đặt tên cho cô ta là Tông Hiền là vì muốn cho cô thường đứng theo bài khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn mà phát tâm. Đã có thể đương theo bài văn ấy để phát tâm thì tất cả những chấp trước, thường kiến, đoạn kiến sẽ chẳng cần phải phá mà tự tiêu diệt không còn sót. Nay gửi cho cô ta một bộ An Sĩ Toàn thư, xin hãy đọc kỹ càng, cẩn thận phần chú giải và dẫn chứng của đoạn văn ta 17 đời làm thân sĩ đại phu và những đoạn vấn đáp để giải trừ nghi ngờ trong các sách Vạn Thiện Tiên Tư, Dục Hải Hồi Cuồng, Tây Quy Trực Chỉ,
sẽ chẳng đến nỗi biến mình thành kẻ không có căn bản. Tuy tạm sống mấy chục năm, hệ chết liền tiêu diệt chẳng còn, ha chẳng đáng thương đến tột cùng ư? Nếu biết thân chết mà thần thức chẳng diệt, coi đó như tuổi thọ, thì tuổi thọ nào phải chỉ dài lâu như trời với đất? Nếu chịu tu trì cầu sanh Tây Phương, thì đến tột cùng đời vị lai sẽ làm đại đạo sư cho hết thầy chúng sanh, há chẳng phải là bậc đại trượng phu vĩ đại ư? Những câu vấn đáp ấy đều cực xác đáng, ở đây không viết đầy đủ. Lại gửi một bộ Bát Đức Tu Chi gồm hai tập, nếu có thể chiếu theo đó mà giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, thì mới là đệ tử chân thật của Đức Phật. Xin hãy nói với cô ta. Gửi tới chỗ vợ chồng con cái ông Vương Dừng Oai, tổng cộng 4 gói kinh sách các thứ. Nói đến cùng cực, sự thành tựu của một con người hoàn toàn nhờ được khéo dạy dỗ từ thuở bé, nhưng sự dạy dỗ của mẹ lại chiếm quá nửa. Nếu thuở bé đã mặc kệ cho quen thói thành tánh, thì lớn lên khó thể thành tựu chánh khí được. Lại nói đến ông La Ít, 3-4 năm trước, lão sư Lai Nhất Tiêu từ khoe có thể dùng tay hướng về người khác để trị bệnh, sau không có hiệu nghiệm gì, vì ông ta dùng tà thuật để huyễn hoặc người đời. Người tín theo ông Tiêu còn ít, sau khi họ La đến nhập bọn lại càng được thần thánh hóa hơn. Trong tay ông La có thể hiện ra hình tượng Phật Bồ Tát cho đồng nam đồng nữ thọ pháp được thấy. Cả một thời, những tri thức có học vấn ở Tô Châu đều học theo pháp ấy. Thoạt đầu ông La chưa bệnh, hoặc có hiệu quả hoặc không, loại tà thuật ấy gây ra lắm nỗi hiềm nghi. Không giống như ông Tiêu đưa tay hướng về bệnh nhân, họ La dùng hai tay nắn bóp trên thân người bệnh khoảng 1 tiếng đồng hồ. Về sau chánh phụ cấm đoán, họ nói quan cũng học pháp này, đồ biết họ đã mạo nhận chiêu bài của người khác. Một đệ tử của Phố Đà đề xướng cách tu mật tông theo kiểu Sư Nặc Na tại Nam Xương, bảo hết thảy mọi người rằng quan cũng quy y Nặc Na. Người nghe liền tới hỏi pháp sư Đức Sâm, mới biết bọn họ dựng chuyện bịa đặt. Hiện nay là lúc tà ma xuất hiện trong cõi đời, chúng ta chỉ nên tự giữ đạo mình, quyết chẳng qua lại với họ. Nếu so đó một phen, bọn chúng sẽ càng thêm quấy nhiễu bán bổ. Anh là anh, tôi là tôi, anh chẳng phạm đến tôi quyết chẳng phạm đến anh. Nếu không, chắc chắn chúng nó sẽ muốn bị đặt đồn thổi. Những sách vở được lưu hành bởi Minh Thiện Thư Cục do các ông Thái Chấn Thân, Trương Tại Dương, vân vân thành lập, quá nữa là các kinh sách ngụy tạo. Ai có tinh thần để quan tâm đến chuyện của họ cho được? Nếu thường phong quan có chánh chi kiến thì quan tâm đến còn có ích, nếu không sẽ đâm ra bị hại. Sao lại khổ sở muốn tìm chuyện khổ như vậy? Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 12. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc.
hãy nên phát nguyện nguyện vạn sanh núi Khe Điệu Khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,